Đoàn Xuân Khê Minh sinh năm 2003 trong một gia đình có bố là một golfer nghiệp dư. Bố của cô chính là người đầu tiên hướng dẫn cô cách cầm gậy gôn và cho cô ra sân tập cùng. Lên 10 tuổi, Khê Minh cùng hai em được bố mẹ cho học gôn để rèn sức khỏe, tính tập trung và sự tự lập. Chăm chỉ luyện tập, Khê Minh ngày càng yêu gôn và nắm bắt được kỹ thuật gôn tốt hơn. Khi mà bắt đầu chơi gôn, tập gôn với cả bố mẹ em ấy thì lúc đầu cũng chưa thấy hứng thú với bộ môn này lắm, nhưng mà sau đó thì dần dần được tập luyện với sự ủng hộ từ gia đình cũng như là bạn bè, cũng có một số bạn đi cùng thì mình cũng đã thấy thích bộ môn này hơn lúc bắt đầu. Đam mê với gôn lúc nào không hay, mỗi ngày Khuê Minh dành 2 tiếng đồng hồ để luyện tập. Dù say mê luyện tập gôn, nhưng cô luôn cố gắng sắp xếp thời gian sao cho không ảnh hưởng đến việc học tập ở trường. Sau 3 năm kiên trì, Khuê Minh ngày càng tiến bộ và đạt được nhiều thành tích ở các giải trẻ như Hà Nội Junior Tour, VGO, VGM Junior Trophy. Với sự nỗ lực, kiên trì và tài năng thiên bẩm, Khuê Minh đã thực sự tỏa sáng ở tuổi 14. Năm 2017, tại vòng tuyển chọn vận động viên tham dự SEA Games 29, Khuê Minh đã khiến làng gôn Việt phải ngạc nhiên khi đánh bại Á quân vô địch nữ quốc gia 2013 Trần Chiêu Dương và trở thành vận động viên trẻ tuổi nhất tham gia tuyển SEA Games. Việc chọn một vận động viên dưới 18 tuổi dự nội dung gôn ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á là điều chưa có tiền lệ của thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng của Khuê Minh đã thuyết phục được ban huấn luyện đặt niềm tin vào cô gái trẻ. Mặc dù chưa đạt được thành tích tốt tại SEA Games 29, nhưng Khuê Minh đã có được trải nghiệm hiếm có trên đấu trường quốc tế và cũng khẳng định được vị thế của mình trong làng gôn Việt. Thời gian 2017 là một bước ngoặt sự nghiệp đối với em. Sau khi em giành vé SEA Games ở độ tuổi 14, thì sau đó cuối năm đó em cũng đã vô địch nữ quốc gia. Thì đó cũng là một cái động lực để cho em cố gắng cũng như là rèn luyện để có thể đánh góp tốt hơn nữa và cống hiến cho quốc gia nhiều hơn ạ. Tháng 12 năm 2017, nữ golfer Khuê Minh tiếp tục gây ấn tượng khi giành chiến thắng trong giải vô địch gôn nữ nghiệp dư quốc gia tổ chức tại quần thể FLC Quy Nhơn. Cô trở thành vận động viên nữ trẻ tuổi nhất đăng quang đi vào lịch sử gôn Việt. Và trong năm thứ hai liên tiếp 2017-2018, golfer trẻ Đoàn Xuân Khuê Minh đã xuất sắc giành ngôi best golf nữ tại giải vô địch câu lạc bộ Tam Đảo. Năm 2018, Khuê Minh tiếp tục đại diện cho đội tuyển gôn quốc gia tham dự ASEAN 18 được tổ chức tại Indonesia. Cô kết thúc hành trình ở ASEAN 18 với tổng số gậy 331, 86, 79, 83, 83 qua 4 vòng đấu. Vận động viên nhỏ tuổi nhất đội tuyển gôn Việt Nam lần này nhờ đó xếp hạng thứ 34 ở nội dung đơn nữ. Khi mà năm 2018 em tham gia giải Việt Nam Masters thì giải đó em đã đánh chung team với cả các chú, các anh. Thì nó cũng là một trải nghiệm, đó là em cũng biết là khi mà đánh từ những cái tee xa như thế thì em phải tập luyện những cái dài tốt hơn, cũng như là đánh các chú nam thì họ sẽ đánh xa hơn mình, cũng có thể phải tập luyện cái tâm lý, đó là không để ý đến đối thủ nhiều. Kinh nghiệm em cũng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu cũng cả trong nước và cả ngoài nước, thế nên là em cũng đang cố gắng dùng những kinh nghiệm đấy để trau dồi bản thân mình nhiều hơn ạ. Bước sang năm 2019, Đoàn Xuân Khuê Minh đã có một bước ngoặt mới trong sự nghiệp khi đăng quang tại giải vô địch gôn đối kháng nghiệp dư quốc gia VMC 2019 và lần đầu tiên có mặt trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới WAGA. Khi mà em vô địch đại hội đồ kháng quốc gia cũng là cái năm đầu tiên mà em ghi danh mình trên bảng nghiệp dư thế giới, và đó cũng là một cánh cửa mở rộng cho em đến với cả được chơi golf ở những trường đại học. Thì đó cũng là một thành công đánh dấu sự nghiệp tên tuổi của em tại Việt Nam cũng như là được sự công nhận của thế giới. Ai cũng nói rằng golf là một môn thể thao khó, đam mê thôi là chưa đủ, chăm chỉ luyện tập cũng chưa chắc đã thành công. Vậy mà với tình yêu vô bờ bến cộng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Khuê Minh đã chinh phục được môn thể thao khó nhằn này. Năm 2020, Khuê Minh đi du học cấp 3 tại Úc.
Ở trường, cô vẫn tiếp tục rèn luyện gôn khi đăng ký môn thể thao ngoại khóa. Tháng 11 năm 2021, khi đang từ nước Úc, Khuê Minh hân hoan chia sẻ những hình ảnh buổi ký nhận học bổng danh giá, gia nhập đội tuyển gôn chuyên nghiệp trường đại học Watford, Mỹ. Đây là con đường huyền thoại Tiger Woods và hàng ngàn cây đại thụ trong làng gôn thế giới đều đã từng đi qua. Và đây cũng là bệ phóng vững chắc để Khuê Minh thực hiện ước mơ trở thành vận động viên gôn chuyên nghiệp thi đấu quốc tế. Nỗ lực của Khuê Minh từ những ngày đầu tôi theo từ năm 2018 thì thực sự thì cũng là một cái tiến bộ. Nhưng mà để mà bắt kịp với khu vực thì chắc chắn bạn ấy phải cần tập luyện và rèn luyện trau dồi kinh nghiệm thi đấu nhiều hơn nữa. Tại vì thực tế là như chúng ta biết thì quá trình là do chúng ta bị gần 2 năm rưỡi vì Covid. Nên là tất cả các giải đấu, tất cả hệ thống thi đấu rồi gần như là các vận động viên không được thi đấu. Nên là cái đấy là một cái điều bất lợi cho tất cả các vận động viên. Cũng một lần nữa nó là một cái động lực cho em cố gắng hơn để có thể thúc đẩy bản thân cũng như là có thể đánh tốt hơn để có thể đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa. 19 năm trên con đường gôn, vinh quang có, thất bại có. Nhưng cô vận động viên trẻ Khuê Minh vẫn kiên cường theo đuổi đến cùng trên mọi đấu trường. Ngày thi đấu thứ 3 ở vòng loại 2 SEA Games 31, Khuê Minh đã thể hiện tài năng của mình khi cô là người duy nhất đánh âm gậy với thành tích 70 gậy trên sân Herolex Đầm Vạc. Kết thúc 4 ngày thi đấu từ mùng 1 tháng 3 đến mùng 4 tháng 3 vừa qua, Khuê Minh là một trong 5 golfer xếp hạng cao nhất của bảng nam và bảng nữ có suất chính thức dự SEA Games. Ở những cái giải mùa SEA Games trước thì mùa đầu tiên và mùa thứ hai thì em cũng còn nhỏ, thế nên là đợt đó thành tích cũng không được tốt lắm, nhưng mà hiện tại càng ngày càng về sau và đây cũng là năm thứ 8 bắt đầu chơi golf thì em, và đây cũng là có một lợi thế sân nhà nữa, thì em cũng sẽ cố gắng để hưởng đến tấm huy chương cho golf Việt Nam ạ. Qua cái thời gian vừa rồi thì Khuê Minh tiến bộ tương đối nhiều, và đặc biệt là trong khoảng tầm 2 tháng trở đây khi Khuê Minh trở lại Việt Nam để chuẩn bị trước khi sang Mỹ để học đại học cũng như là bước vào cái khoảng thời gian thi đấu ở nền thể thao đại học của Mỹ, thì Khuê Minh cũng có những cái cải thiện về mặt kỹ thuật. Về mặt thi đấu thì mình không được thi đấu nhiều, có thể nói là mới chỉ được thi đấu ở cái vòng loại số 1 của SEA Games thôi. Chúng ta cũng không có cái giải đấu nhiều để ở cái trình độ đỉnh cao này các bạn sẽ phải thi đấu rất nhiều để tích lũy kinh nghiệm thi đấu, để cải thiện cái chiến thuật thi đấu cũng như là cải thiện cái tâm lý thi đấu khi mà các bạn có những cái tình huống mà không tốt xảy ra. Thì đây là một trong những cái điều mà không chỉ Khuê Minh mà tất cả các vận động viên trẻ Việt Nam đang vô cùng thiếu hiện nay. Mặc dù không đạt được ngôi vị quán quân ở giải Leisure Challenge 2022, nhưng Á quân Khuê Minh lại được thử lửa, được rèn luyện với đấu trường chuyên nghiệp và được học hỏi các vận động viên chuyên nghiệp gạo cội cả trong nước lẫn nước ngoài trước khi bước vào cuộc tranh tài với các golfer của khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu chính của cô trong năm 2022 này. Với cái kết quả 4 ngày thì hai người đầu em chưa có vẻ hài lòng là với kết quả, nhưng mà sau đó sau những kinh nghiệm cũng như là tập luyện cũng như là sự cố gắng của bản thân thì hai ngày sau em lại có kết quả tốt hơn rất là nhiều. Thì về tổng quát thì em cảm thấy khá hài lòng kết quả lần này của mình vì em cũng đã cố gắng hết mình. Tôi nghĩ rằng nếu trong thời gian 2 tháng sắp tới gấp rút, Khuê Minh được luyện tập và đến thời điểm SEA Games thì tôi hy vọng là Khuê Minh sẽ đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất để làm sao thi đấu 4 ngày sẽ có những kết quả âm chứ không phải là dương như bây giờ. Về Khuê Minh thì em đánh giá rất là cao về cái khả năng của bạn. Bạn là một golfer trẻ và rất là tài năng, như là cách ứng xử trên sân hoặc là những cái xử lý trên sân của bạn ấy cũng rất là khéo léo, thì em nghĩ là bạn ấy sẽ có cơ hội phát triển rất là lớn ở trong tương lai. Bằng tình yêu dành cho gôn và tài năng của mình, Khuê Minh xứng đáng là ngọc nữ của làng gôn Việt. Sự cống hiến của cô đã và đang góp phần phá bỏ bức tường rào ngăn phụ nữ đến với môn thể thao này, đồng thời góp phần đưa nền gôn Việt trong nước phát triển lên tầm cao mới.